Cao Hớn xin chào quý bà con cô bác anh chị em. Thì hôm nay mình có mặt tại núi Sập để mình tìm hiểu về thiền viện Trúc Lâm. Sau lưng mình là cái hồ nước nè, và những cái hồ nước này là có rất là nhiều điều để mình nói. Thì hồi nãy mình leo lên trên núi á, thì mình đứng trên cao trên đầu dương mình nhìn xuống thì phát hiện ở cái hồ số 2 này là có nhiều con cá hô là trên 100 kg của bà cô ở trên đầu dương nhìn xuống là từng gặp từng chứng kiến. Thì mình vừa quay cái đó xong thì mình bước xuống đây thì mình gặp hai chú ngồi đục đá nè. Thì rất là cực khổ mà tới giờ này 12 giờ mấy vẫn còn ngồi đục. Thì để Cao Hớn mình tìm hiểu người dân ở tại vùng núi Thác Sơn Huyền Bí này làm nghề đục đá thì người ta kiếm tiền bao nhiêu và cách đục đá như thế nào. Thì Cao Hớn mình mời quý bà con cô bác anh chị em cùng mình sẽ đi lại hai chú để gặp hai chú để trò chuyện chút xíu nha. Đây hai chú nè. Còn cái ở dưới đây là cái hồ nước rất là đẹp luôn quý bà con cô bác. Đây là cái hồ nước số 2. Phía bên xa xa đằng đẵng là thiền viện Trúc Lâm. Chút xíu mình sẽ đi qua đó mình quay đằng cá cho mọi người xem. Thì cái hồ này nè, thì hồi nãy cô kia chia sẻ là cá dồ 10 mấy ký rồi cá khô là trên 100 kg luôn. Bây giờ mình sẽ vào bên đây mình trò chuyện với hai chú đục đá cái. Trước tiên mình xem cách chú đục đá đi ha. Đục ra cái viên đá vuông vức luôn nè. Hay ha. Ra mỗi lần là li nhí nè. Qua chú bên đây coi. Ồ, nhạc nặng nghe lớn quá ha. Dạ con chào chú. Dạ chú cho con xin gắn cái này vô đây cái nha chú. Cái mít. Dạ chú có thể chia sẻ cho mấy con hiểu biết thêm về nghề đục đá của chú chút xíu nha chú. Chú nói chuyện đó vậy. Dạ, dạ. Là cho chú đục đá này là gọi là đá thẻ hay sao chú? Đây là đá thẻ của người trẻ sống ra rồi tới tôi bằng chính. Cái này ghi dạ. Bằng chính nè. Dạ. Mà cái này con thấy là nó có cái mặt bằng rồi mà chú đục cái đó là bông đục hoa cho, sao? Bông hoa vô cho hoa văn cho nó đẹp. Dạ. Vậy là cái này chú lấy cái hoa văn đó ha. Rồi à, dựng đứng xây nè. Dạ. Hoa văn là để cho nó lủng lỗ nhỏ nhỏ này ha chú. Bông cho đẹp đó. Bông đó. Đẹp thiệt. Rồi. Ồ. À vậy là chú trước khi đục là chú phải gạch cái này hả chú? Cái khuôn là 40. À 40. Dạ. Ngang 20, dài 40. 20 dài 40. Là nó cho nó thành thẳng. Cho nó vuông vứt kìa, nó dựng đứng gì nè. Dạ, dạ. Dạ. Xin quanh chùa. Dạ. À xích qua bển canh tịnh ở đây quay mặt thấy tối quá. Thì sớm giờ chú ăn cơm nước gì chưa mà 12 giờ chưa? Ăn cơm rồi tại về sớm lên sớm. Dạ. Ăn rồi về sớm mình lên sớm nữa ha. Dạ chú cho con hỏi về cái nghề đục đá này chút xíu nha chú. Dạ con là hỏi. Chú đục đá như thế này nè, vậy là mỗi một ngày vậy đó thì chú kiếm bao nhiêu tiền chú? Ngày cỡ chừng 200 à. Bị dạ. 11 cục đá, cục 20 ngàn. À, vậy là chú đục mỗi một cục này là 20 ngàn. À, 20 ngàn. À, dạ. Rồi chú đục một ngày vậy là khoảng 10 cục, 11 cục. Có khi 12 cục không chừng. Mình đổi từ 11 cục đi, chắc ăn đi. Dạ. À. Rồi một cục đá như vậy là chú đục khoảng bao nhiêu phút là xong? Không biết cái đó, không có biết. Tại vì chắc cỡ chừng đổi chừng nửa tiếng. Dạ. À, một cục này là chú đục nửa tiếng là được 20 ngàn tiền công. Rồi. Dạ. Rồi cái cục đá này mà cái sản phẩm mà người ta bán ra vậy là bao nhiêu chú? Đó người ta trẻ gì đó. Thằng cá sống trẻ ra gì đó rồi mình bán chính ra đó. Dạ, dạ. Đó. Rất là nhiều đó. Vậy là một cục đá vậy rồi mới bán ra bên ngoài là giá thành nhiêu chú? Ở ngoài bán thì không có rõ, bị trong chùa mặn đó. Đó trẻ như gì, cục 10 ngàn. Dạ, đá của chùa trẻ là cục 10 ngàn. Dạ vậy là đá này của chùa thiền viện Trúc Lâm. Ừ trẻ ra một cục bự gì là 10 ngàn rồi chú mới cắt khuôn như hồi nãy lại đục lại là ừ. Chú ăn công là 20 ngàn. Ừ dạ. Ôi 30 ngàn. Dạ, người ta riêng 10 ngàn rồi tôi đục có 20 hà. À đục 20 thì cái dạ. Kia ta trẻ 10 ngàn rồi cũng như thành thẳng là một cục này là 30 ngàn. Dạ vậy là chú làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi chú? Mặn chắc hồi lúc đó cả chừng 17-18 tuổi tới giờ. Bây giờ chú nhiêu tuổi rồi? 60.
À, làm 40 mấy năm, gần 50 năm. Chú thứ mấy vậy chú đây? Thứ 7. Dạ, dạ, thứ 7. Là cái công đoạn mà người ta sẽ chẻ đá như thế này là một người là chẻ đá riêng. Nó vậy đó, nó nằm trong vậy đó, bự hơn nữa. Rồi bắt đầu mới chẻ nhỏ ra. Dạ. Này rất là nhiều cái công đoạn luôn. Cái này là thợ riêng. À, thợ riêng nữa, thợ riêng để mà chẻ cho nữa. Dạ. Cho con hỏi như cái cục đá này nè chú. Ví dụ nó bự nó nằm khác kiểu với nhau nè. Thì người ta cũng đo và người ta chặt lại nó thành đá vuông lại. Chồng chồng gì đó rồi người ta chặt vuông rồi. Dạ, đá tròn bự vậy. À, nó bự đó, nó ảnh ảnh nóc cho đó gì đó rồi ta chặt vuông rồi đó. Đủ loại. Đủ loại. Dạ. Ta sẽ chặt vuông rồi nè. Rồi chú làm 40 mấy năm mà cái nghề mà chẻ đá đục đá như thế này á thì có đỡ đảm bảo đủ cuộc sống cho chú không? Cuộc sống thì cũng xây chở thôi chứ gia đình thì chắc không đủ đâu. Bị dạ. Cháu rồi vợ rồi dâu tùm lum hết trơn á. Dạ, rồi con cháu của chú hay là ai có theo nghề chú như thế này không? Không, không có ai theo nghề hết trơn. Dạ. Bị tôi chọn nghề này rồi. Dạ, nghề này chắc theo con đoán chắc cực khổ lắm mấy chú, nắng cực, mưa đồ. Ừ. Có khi nào mưa mặn đâu được đâu. Dạ. Nhưng mưa nó ướt đá là không được hả chú? Mưa ướt mình mà không được. Mà cái này cái bản tánh con thấy những người nào mà tỉ mỉ mới làm được cái nghề này thôi. Dạ. Nóng tính mà không được luôn. Dạ, đục từ chút vậy đó. Dạ. Có khi nào mà chú lên trên ngọn núi cao mà để mình đục trên chảnh không? Cái đó có mấy người kia. Người kia phá ra. Dạ. Mấy người kia lên chẻ vậy đó chú. Ừ. Dạ. Tức là chẻ ra những cái cục như thế này. À, xe kéo xuống đó. Rồi xe kéo xuống đây rồi nhiệm vụ của chú là mới đục thành lại cái sản phẩm cuối cùng là để đi ra để sử dụng. Ừ. Dạ. Rồi đó giờ chú có khi nào đi đục ở xa không? Trên như núi Cấm hay núi mấy núi khác không? Bây giờ đi bằng cắt chùa mà Tiền Giang, Kiên Giang, ở nhà bạn Trịnh Biên, ở trên thành phố. À. Chùa Từng Chiếu gì, đáng bị bằng chính này không à? Dạ. Đi bằng chính đó. Vậy là chú làm cái này là hiện tại là đục cho chùa? Ừ. Chơi đi bằng cho chùa không đó? Vậy nói chung cho chùa nào ấy là chú tới đó, đâu cũng có đi hết. Dạ. Chú ấy tới chỗ nào cũng có đi hết đó. Vậy là theo như con đoán thì chắc là chú làm cái nghề này nếu mà mình siêng năng á thì một ngày mình kiếm được hơi nhiều tiền chút xíu. Đúng đúng. Còn mà làm biếng thì chắc ngày đục 5-3 cục rồi làm biếng á chú. Là nếu làm biếng cũng phải 10 cục rồi. Dạ. về sớm. Nhà chú gần đây không? Nhà ở dưới này nè, ở trong cầu Thời Gian nè. Cũng thuộc là núi Sập luôn ha. Ừ. Dạ. Dạ chú đi ra, con nhà chú đi ra, chú có thể chú đục đi mấy con coi á. Vừa coi vừa trò chuyện với chú á, sao nó hay á. Cái hình vuông vứt của nó vậy là xong rồi, giờ chú chỉ cần là mình đục cho nó đẹp, nó lỗ nhỏ nữa là xong chú rồi, đục rồi phải không? Dạ. Rồi đưa khuôn vô mặt đàng hoàng rồi mình phải cái nào u đẻo cho nó ngay rồi cái đó cho nó ngay lại. Tức là mấy cái này là chưa ngay phải không? Chưa có ngay đó, còn dư cái miếng mực này rồi, rồi. Còn danh lại nữa. Quá khó ha, khó mà tỉ mỉ nữa. Vứt tay phải đều nó đập mới mau được. Nhưng mình vô mình cầm mình khó chắc từ sáng đến chiều chưa được một cái mặt này. Khó hả chú khó tay. Vô tay rồi chứ vô. Dạ, nhét tay liền. Đóng chung tay á, không phải giỡn đâu. Chú đút vô là đóng là từ cái lỗ nhỏ này qua cái lỗ nhỏ kia là rất là đều luôn ha. Nó văng trúng không? Vô mắt rồi chú, vô giống như mà nhưng mà dính có người lấy được. Quậy gì? Lấy vô mắt quậy gì? Chứ con ngồi đây quá trời nó văng. Rồi. Dạ chú Bảy cho con hỏi là ngoài chú đục những cái loại đá mà khuôn như thế này thì chú còn lò đục là những cái loại đá mà nó ra hình hài kiểu khác nữa không chú? Còn bằng có xe bột rồi đó, có đâm tiêu rồi đó. À có xe bột. À, có đục luôn. Có đâm tiêu. À. Quá tài. Rồi chú có điêu khắc đục đá này ra hình tượng con này con kia không? Không, cái đó là không biết. À. Còn chỉ có xe bột đâm tiêu biết bằng. Đó là mấy người. Dạ. Mấy người kia thợ mẫu. Dạ. Cái này cũng như bằng mấy cái đá thủ công thôi. Rồi. Mà cái này cũng rất là đẹp luôn nè, nhìn thấy bằng phẳng cái mặt đá nè. Mà chú đục mấy cái lỗ lý nhí li ti. Ôi ôi, cái văn đá dữ ha. Nó nói đây chú. Dạ. Ở văn đó. Chú đục rất là nhanh luôn. Từ cái lỗ nhỏ của cái mí này qua cái mí kia là đều gan luôn. Đặt cái nó lên nhìn qua văn nha. Ừ. Hay thiệt. Nó dễ mới đẹp. Mấy cái đồ bông mà. Xây ốp vô cái nền đó. À, xây vô cái nền đó chú. Ốp vô cái vách nền đó. Dạ. Vách nền của mấy cái chùa nè. Dạ. Bởi vì mới lấy cái độ bông nó cho đẹp. Lấy cái độ bông á. Mình làm vậy rồi mình có chà cái gì cho nó sạch sẽ bóng lại nữa không chú? Không, đâu có chà bóng nữa, để tự nhiên luôn á. Dạ, để tự nhiên luôn. Cưa mà ông đâu chịu cưa để lắng bông à. Dạ.
Còn ở đây mình mang bằng tay mới lấy cái đục bông. Chú cũng trong nghề đục đá luôn hả chú? Không đục đó. Đục chung với mấy chú này luôn. Mà không đục bên kia. Dạ. Cũng trong chùa luôn mà bằng bên kia. Dạ. Tại ngôi chùa Thiền Viện Trúc Lâm này quá trời lớn rồi, cắt quá trời lâu rồi. Cái này là công đoạn danh hả chú? Dạ, cái này mình danh cho nó bằng, mình đảo dễ nè. Dạ. Béo tàn quá. Sao khéo quá nè. Chú quá khéo tay. Đầu bạc nó đừng mà nó cầm bên sau dịnh rồi chảy kéo lắm. Bởi vậy bốn cạnh bằng gan luôn á anh ta. Kết hợp cái tay trái chú cầm cái đục á, tay phải cầm búa, cầm đó, có cách khi người bằng tay trái đó, người cầm đục bên đây, cầm búa bên đây. Vì người thuận tay mặt, người thuận tay trái. Có khi người ta cầm cái này tay trái luôn. Nếu mà theo con đoán á chú. Chú cho con hỏi theo con đoán ha, là chú cầm cái cây này với cái này là cái hai cái tay chú chắc là quen rồi. Chứ chú lật cái này lên là cái này khó vô, lật cái này lên là cái này khó vô. Quen rồi. Quen rồi, thấy rất là điều tay. Cái lúc nó nói đây nè, điều nạt đó. Cái ngón cái dạ. Nó nằm ở trên đó, mà cái búa đưa vô. Bây giờ mà ở đâu nó cũng ngay đầu đục chứ, còn không có vô tay. Gần 50 năm trong nghề. Cha sao này lại ra ở đây tại xứ này người nào cũng biết đục hết chứ. Dạ. Mà sau này con không, nó không có thân này. Ông bà của chú Bảy có nằm trong nghề này không chú? Ông già tôi thì đứng hầm đập đá miễn không à. Có anh em toàn bộ bằng cái nghề này không? Dạ. Anh em toàn bộ sống nghề nó gì phành phỉnh gì đó. Cái nghề mà đục đá này là khoảng 20 năm trở về trước theo con đoán chắc là cái tiền công chắc thấp lắm hả chú? Dạ kìa, à, cây cối gì đó có mấy chục bạc à. Dạ. Bây giờ thì nó đã đỡ cũng thời tỉ mỉ rồi. Nó vô cái khuôn mực này nè, rồi dạ. Sắn nó phải cho nó vuông luôn. Đó. Đó. Dạ. Cho nó vuông, dứt này nọ luôn. Rồi phải sắn lại rồi cho nó vuông, đâu phải là vậy rồi. Vậy đâu phải dòi đâu cả nhà, thấy không? Ừ. Vậy là viên đá này ngang hai mấy chú? 20, dài 40. 20-40. Ừ. Ồ, đục ngay băng luôn kìa. Không có mép vô luôn, không có phạm vô trong luôn. Vì nó có ngay cái đường mực rồi. Lấy từ cái hay thiệt. Thì cái công đoạn này là quá tài nhiều rồi. Cái mỹ. À vậy là chú đục cái có một mặt này hả chú? Có một mặt lõm này thôi. Xe đứng mà. Dạ. Cục đá đứng. Dạ thôi cũng chưa nắng rồi mấy con không làm phiền chú. Cảm ơn chú rất là nhiều đã chia sẻ về một cái chia sẻ về một cái công việc mà cũng hơi cực khổ, kiếm tiền công thì cũng không được nhiều mấy. Dạ. Dạ mấy con xin chúc chú hai chú được dồi dào sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Gặp may mắn trong cuộc sống. Dạ để mấy con lại đằng chùa Thiền Viện Trúc Lâm nẵng để tham quan đàn cá. Dạ, cao hớn xin cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi clip mình nha. Rất là nhiều.